Rất nhiều người đã thắc bận biểu rằng Nguyễn Anh Ngọc sinh năm 1989, sống tại Sài Gòn, làm nghề gì mà được đặt chân tới nhiều nước như thế. Chỉ nhìn vào bộ sưu tập các bữa ăn trên tàu bay của anh chàng điển trai, toàn thấy những chặng sang trọng chảnh như Hà Nội đi Tokyo, Seoul, Paris, rồi cả các nước châu Âu nữa, ai cũng nghĩ rằng Ngọc phải là một đại gia. Phủ nhận chuyện mình là đại gia giàu có, Ngọc tiết lộ rằng đó là bởi tính chất công việc của anh phải di chuyển kém cỏi xuyên mà thôi. Hiện tại, mình đang là đốc quan hệ công chúng của một tập đoàn tô dục quốc tế. Lúc trước làm trong lĩnh vực truyền hình nên mình hay đi công tác Nhật Bản và châu Âu, giờ thì đi khắp nơi theo yêu cầu công việc, ngoài ra lúc nhàn nhã rỗi mình cũng đi du lịch tự túc luôn. Anh Ngọc kém cỏi lựa chọn hãng hàng không đất nước Na để bay hạng kém cỏi, nhằm để dành chi tiêu và tùy theo sắp xếp của nơi làm việc. Đối với những chặng bay quốc tế đi hãng nước ngoài, anh Ngọc cũng không chọn ghế ngồi hạng mến da quá đắt đỏ, và điều này đã mang lại cho Ngọc cơ hội sưu tập các bữa ăn khá phong phú, đặc trưng văn hóa ẩm thực của đủ mọi vùng miền trên thế giới khiến bao người phải ghen tị. Chàng đốc trẻ tuổi cho biết, anh thích nhất là bánh mì tròn của Na, ngon, ớt nóng và hợp khẩu vị. Trong khi còn có các món cơm, bánh ngọt, mì, rượu vang. Anh từng nếm thử trên nhiều hãng hàng không khác cũng khá ổn. Phải công nhận là bay quốc tế thì nải chuối tiến thưởng của hãng nhà mình rất tử tế. So với nhiều chặng bay quốc tế khác nữa thì đồ ăn của Na luôn đầy đặn và ngon hơn các hãng khác. Anh Ngọc chia sẻ. Như nhiều người có điều kiện thì thích sưu tập đồ hiệu, tiền tệ, tem thư. Nhưng sở thích chụp ảnh và khám phá các bữa ăn được phục vụ trên mây như chàng trai 8 này thật thú vị. Nếu khám phá giống anh Ngọc thì mời mọi người cùng chiêm ngưỡng kết quả sưu tầm được của anh Ngọc trong suốt mấy năm qua, với thắng lợi đạt được là 34 đất nước, còn gia tăng trong thời gian tới nữa. Một kỷ niệm đáng nhớ với Ngọc, đồ ăn siêu nhiều, ngon và tươm tất của Na từ Hà Nội đi Tokyo. Na từ Tokyo về Hà Nội với cơm, salad, bánh mì bơ, trái cây, cơm thịt, rau, sữa chua, hoa quả của hãng Corvin nghe từ Hà Nội đi Seoul. Bữa ăn hai chiều Hà Nội Paris của Nam với các món cơm, mì Ý, bánh mì, nước cam. Bữa ăn giữa chặng 3 tiếng của hãng Aeroflot từ Amsterdam đi Moscow. Cherry do Ngọc tự mua mang theo. Vẫn là hãng Aeroflot từ Moscow về Hà Nội, một bữa ăn khó tả mang đến cho hành khách sự rùng mình. Air Portugal từ Lisbon đi Venice, đồ ăn nhẹ nhàng nhưng đâu ra đấy, Ngọc rất mê món xôi tôm hạt điều trong chặng bay Sài Gòn Paris nhưng chưa bao giờ được ăn lại lần thứ hai. Món cơm cá tẩm bột chiên khá ngon trên chuyến bay Na từ Hà Nội đi Frankfurt Đức. Bức ảnh sắc nét, vừa ngon mắt vừa ngon miệng trong chuyến Sài Gòn London khi tàu bay không bị rung. Rằng xe từ Paris đi Chile lại là một tuyệt phẩm của hãng hàng không đến từ nước Pháp. Cái bánh mì chuột kia tưởng ngon, nhưng ăn vào thế hệ biết cảm ăn bột mì giống cục nó là như nào nhé. Rằng xe từ Chile đi Paris, 15 tiếng đi trên ghế tàu bay đổi lại được cái khay ăn nhân nhất này, hoặc là hãng muốn hành khách trải nghiệm đồ ăn thật thể dứt đến Paris sẽ ăn cái gì cũng ngon chăng. Na từ Hà Nội đi Singapore, em hỏi thật có ai thấy bánh mì Na ngon không? Hay chỉ mình em thấy? Na từ Hà Nội đi Kuala Lumpur, đấy, bay nước ngoài 3 tiếng cũng rượu vang nhá, chả bù mấy hãng Thai Airways với Malaysia Airlines được nhõn ly nước hù hù. Cũng là Hà Nội đi Kuala Lumpur nhưng là hãng Malaysia Airlines, đấy, đúng một hũ nước bé bỏng tí, không có nước cam nước táo gì đâu. Còn chẳng nhiều bằng bữa của Na ở trên. Malaysia Airlines tập 2, từ Kuala Lumpur đi Bali, nhìn cái hộp mà lộn cả ruột, 3 năm rồi xem lại còn tức ăn á. Chặng Sài Gòn Kuala Lumpur khá ngon và giàu dinh dưỡng, nhưng cái phần thức ăn màu đỏ kia rất cay. Hai chặng khứ hồi Hà Nội Giang Ma đều được phục vụ đồ ăn khá ngon, nóng hổi, và đều có món bánh mì tròn trứ danh của hãng Na. Nhìn cũng khá ngon đấy chứ. Nhưng sự thật thì khá tệ, trong ba chặng bay từ Sài Gòn đi Doha Qatar, rồi từ Doha đi Washington giờ. Cờ Mỹ, của anh Ngọc trên tàu bay của hãng Qatar.
lại là Kata tập ba từ bố tôm về Doha, nói thông thường Kata phục vụ đồ ăn chán lắm, thật đấy, ai đi hãng này mình khuyên mang đồ đi mà ăn. Na từ Hà Nội đi Thượng Hải, một chiếc salad chay trắng đời thực sự, chắc là tổ chế biến salad hôm ấy có lục đục nội bộ. Việt Nam Airlines từ Sài Gòn đi Jakarta, lại là một chiếc salad không thịt, nhưng lần này là tổ salad Tân Sơn Nhất lục đục. Na từ Hà Nội đi Bangkok, Dim Sơn tuyệt đỉnh nhé mà đợt này đi đúng lúc thế hệ niềm răng, đau gần Tết. May quá ăn Dim Sơn nền tan trong miệng nên nhẹ nhàng chấm sale này 10 điểm. Bữa ăn nhẹ trên tàu bay từ Mốt Cô về Amsterdam, đây, một tuyệt tác của hãng hàng không Hà Lan, nhìn có phát hờn không? Vì nói quá ít so với rét vé đắt đỏ chị em à. Bữa chính trong khá đầy đặn của hãng Na từ Hà Nội đi Bắc Kinh nhưng hương vị có vẻ không vững, lại là một lựa chọn màu nhiệm gì ngoài bánh mì bơ và hoa quả ra thì không ăn được gì. Na chặn Hà Nội Hồng Kông, tủ món chín hơi để dành nước hàng nên món heo nhìn hơi tái. Lại là Na chặn Hồng Kông về Hà Nội, hai khúc cá to chà bá lửa cũng không làm dịu đi cơn giận dữ với món salad gốc kia. Có vẻ các món salad của Na không vững lắm thì phải. Dứt dép chặn Hà Nội cao hùng, 120k một hộp ăn thực sự bước túi. Vẫn là 120k, đã đổi từ mì sang trọng miếng, nhưng cảm anh Ngọc nhận lại vẫn không khá hơn, món miếng sống ăn kèm 3 con tôm tái rét 120 cành. Hãng Thai Airways từ Hà Nội đi Bangkok, bôi bát thực sự. Theo Ngọc thì món này khá dở. Chiều ngược lại từ Bangkok về Hà Nội, chàng trai 8 Scott Rồng nhận xét, thảm họa. Bữa ăn nhẹ trên chuyến bay của Vietjet từ Buôn Mê Thuột đi Hà Nội. Bữa nhẹ trên Na từ Hà Nội đi Sài Gòn. Hai bữa nhẹ trong hai chặng khứ hồi Hà Nội Sài Gòn của hãng Bamboo Airways.